Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Studio Supercar Vlog. Chỉ sau một ngày được giới thiệu ra thị trường Việt Nam thì hôm nay GLC 300 Formatic 2023, thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, mẫu xe sang tầm trung bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam các bạn nhé, đã có mặt tại đại lý và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc GLC 300 Formatic 2023 này tại đại lý Vietnam Star số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội anh em nhé. Đây là phiên bản hoàn toàn mới của GLC 300, mẫu xe mà chiếm doanh số lên đến hơn một nửa doanh số của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2022 thì có khoảng hơn 7.000 xe Mercedes-Benz được bán tại thị trường, thì trong đó có hơn 4.000 chiếc GLC. Các bạn thấy doanh số khủng khiếp của GLC như thế nào rồi. Và hôm nay thì GLC 300 2023 thế hệ hoàn toàn mới đã có mặt tại đại lý. Đây là phiên bản sẽ được lắp ráp trong nước anh em nhé, và sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng vào tháng 7 năm nay. Sẽ có hai phiên bản cho khách hàng lựa chọn, gồm GLC 200 Formatic giá bán là 2.299.000.000 và GLC 300 Formatic 2023 như chiếc đang đứng bên cạnh mình đây sẽ có giá bán là 2.799.000.000, tương đương khoảng 2.8 tỷ. Nó tăng một chút so với mức giá là hơn 2,6 tỷ đồng của GLC 300 Formatic đời cũ. Tuy nhiên với cái mức tăng này thì chúng ta sẽ nhận được gì trên GLC 300 Formatic phiên bản hoàn toàn mới đang đứng ngay bên cạnh chúng ta đây. Đầu tiên anh em sẽ cùng nhau đi vào cái phần thiết kế phần đầu các bạn nhé. Như các bạn quan sát đây, cụm đèn pha trên GLC 300 Formatic đời mới bây giờ đã sử dụng công nghệ Digital Light. Cái công nghệ này nó giống với C300 AMG cũng đã được bán tại thị trường Việt Nam trước đó. Nó thay thế cho công nghệ LED multibeam đời cũ anh em nhé. Và cái đèn định vị LED bây giờ các bạn cũng sẽ thấy nó được thiết kế mới này, vừa một cái dải LED nằm phía trên và có hai cái dải LED nhỏ phía dưới. Lưới tản nhiệt bây giờ cũng đã được thiết kế mới, và đặc trưng của những chiếc Mercedes kiểu mới đó chính là những cái chấm chấm này, nó sẽ được cấu thành từ những cái logo ngôi sao ba cánh các bạn nhé. Và với gói AMG trên chiếc GLC 300 Formatic này, các bạn sẽ thấy hai cái khe hút gió hai bên này nó cũng được làm trông nó thể thao và khỏe khoắn hơn, làm từ nhựa màu đen tương phản với cái chi tiết sơn màu ngoại thất màu trắng. Cái hốc hút gió phía trước này nó cũng được làm mở rộng này. Và với GLC 300 thì chúng ta cũng sẽ có camera 360 độ này, với camera trước đặt dưới cái logo ngôi sao ba cánh, cũng có các cái cảm biến ở phía trước. Mình quan sát đây thì sẽ có khoảng 6 cái cảm biến tại phần đầu xe. Phía dưới nắp capo của GLC 300 Formatic sẽ là khối động cơ 2.0 lít tăng áp kết hợp với công nghệ Mild Hybrid 48V cho công suất tối đa là khoảng 258 mã lực các bạn nhé, và kết hợp với hộp số 9 cấp. Đó là phần đầu xe và khối động cơ của GLC 300 Formatic có giá bán là 2.799.000.000 tại trường Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần ngang xem những thay đổi của GLC 300 Formatic nó thay đổi như thế nào so với đời cũ các bạn nhé. Với GLC 300 Formatic 2023 thì chiều dài tổng thể của em nó đã tăng khoảng 61mm. Chiều dài trục cơ sở bây giờ đang là 2.888mm. Một chiếc xe sang tầm trung với chiều dài trục cơ sở như thế là cũng khá là ok cho cái không gian nội thất bên trong rồi anh em nhé. Với phiên bản 2023 thì các bạn sẽ quan sát đây, cái bộ mâm của GLC 300 sẽ là mâm đa chấu AMG sơn đen kết hợp với màu bạc. Kích thước của lốp là 255/45R20. Và để mình xem chiếc này sẽ dùng lốp của thương hiệu nào. Lốp của GLC 300 Formatic là lốp của Continental. Đây là loại lốp Eco Contact 6 anh em nhé. Kích thước là 255/45. Cái mâm này các bạn sẽ thấy nó khá giống với mâm của chiếc GLC 300 Formatic đời cũ phiên bản nhập khẩu. Còn cái phiên bản lắp ráp thì nó sẽ là mâm 5 chấu anh em nhé. Riêng cái phiên bản này thì sẽ là mâm đa chấu. Không biết là sau này khi mà được lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 7 thì cái bộ mâm của GLC 300 nó có phải là mâm 5 chấu giống như thị trường nước ngoài, hay là giống như đời cũ hay không, hay là vẫn sẽ sử dụng được cái mâm như thế này. Mâm như thế này thì mình thấy trông nó đẹp hơn cái kiểu mâm 5 chấu, trông nó khá là đơn giản của đời cũ. Đây, vòm bánh trước và vòm bánh sau thì đều sẽ được ốp nhựa màu đen. Với GLC 300 Formatic thì chúng ta sẽ vẫn có bậc lên xuống gắn cố định hai bên, ốp nhựa tại cái bề mặt này và cũng có các cái chi tiết sần anh em này. Tay nắm cửa thì ốp kim loại mạ chrome sáng bóng, trông rất là sang trọng. Em này thì cũng có gương chiếu hậu thiết kế, không có thay đổi quá nhiều anh em ạ. Vẫn có cái dải LED ở đây này, có camera hai bên trọng hệ thống camera 360. Mặt gương cũng có cảnh báo điểm mù và cũng được chia làm hai khoang. Chân kính ở trên này thì được ốp kim loại mạ chrome, cột B, cột C thì sơn màu đen anh em nhé. Thanh ray trên mái thì chúng ta cũng sẽ thấy có sự xuất hiện của kim loại mạ chrome này. Đó, nhìn trông nó đẹp hơn. Đó là những thay đổi tại bề ngang của chiếc GLC 300 Formatic 2023. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau xem GLC 300 Formatic 2023 thay đổi những gì các bạn nhé.
Với GLC 300 Formatic 2023, chúng ta sẽ có cụm đèn hậu LED thiết kế kiểu mới này. Vẫn được chia làm hai khoang, tuy nhiên nó tinh tế hơn và nó không còn cái kiểu tròn tròn như đời cũ nữa anh em nhé. Bây giờ thì nó có kiểu vẫn là hình tam giác và bo cái góc của phần đuôi xe rất là mềm mại anh em này. Phía trên có logo Formatic này. Và cái cụm đèn hậu này các bạn sẽ thấy nó khá giống với GLS và GLE phiên bản mới đã ra mắt thị trường toàn cầu. Và hai cái cụm đèn hậu chính vẫn sẽ được nối liền nhau bởi với một cái ốp kim loại, và trên phiên bản này thì cái ốp kim loại này nó sẽ được sơn màu đen khá giống với cái gói AMG Night Package anh em nhé. Cả sau thì được ốp nhựa kết hợp với kim loại mạ chrome, có chụp ống xả đầu ra thì làm từ kim loại sáng bóng luôn anh em, và rất nhiều các cảm biến sau kết hợp với camera lùi có logo GLC 300 ở bên này, cánh lướt gió nhỏ trên mui kết hợp với đèn phanh. Đây, mình sẽ có thể mở luôn cái cốp chứa đồ của chiếc GLC 300 này lên cho anh em xem. Chiếc này thì có dung tích khoang chứa đồ bây giờ đã được nâng lên là 620 lít các bạn nhé. 620 lít cho cái không gian chứa đồ của GLC 300 thì các bạn yên tâm là để được khá là nhiều đồ để nó tăng so với đời cũ rồi. Và phía dưới này mình sẽ mở lên xem có gì. Bánh dự phòng không phải là tỷ lệ 1:1, các bạn có thể đi được tốc độ tối đa là 80 km/h theo nhà sản xuất khuyến cáo. Ở phía sau này thì cũng có một chút không gian đầy đồ cho anh em, và cái vị trí để ắc quy không dùng đến các bạn sẽ hạ nó xuống, một cái lẫy để các bạn có thể gập cái ghế ngồi tại hàng ghế thứ hai xuống để tăng cái không gian chứa đồ anh em nhé. Cũng có cái móc treo này, có cổng sạc dạng tẩu thuốc này, bên này cũng có cái để gập cái hàng ghế thứ hai xuống dành cho bên này. Đó là cái không gian cốp chứa đồ của GLC 300 Formatic 2023. Rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá một vòng ngoại thất của GLC 300 Formatic với rất nhiều các điểm mới. Cái điểm mà mình thích nhất trên GLC 300 Formatic đó chính là việc em nó đã được trang bị công nghệ đèn pha Digital Light, công nghệ đèn pha mới nhất và xịn sò nhất của Mercedes-Benz tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì những thay đổi về lưới tản nhiệt này, về mâm xe này và một số cái thay đổi nhỏ khác nó cũng tạo nên sự hấp dẫn cho GLC 300 Formatic, một mẫu xe đang bán chạy và cực kỳ ăn khách tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá xem cái sự thay đổi của GLC 300 Formatic ở bên trong nó bao gồm những cái gì. Mở cửa khoang cabin, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nội thất của một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 Formatic 2023 phiên bản lắp ráp trong nước các bạn nhé. Đây là phiên bản hoàn toàn mới của GLC 300 anh em ạ. Wow, ngồi tại vị trí ghế lái, thiết kế ghế ngồi phải nói là đậm chất thể thao anh em ạ. Cái thành ghế hai bên này được làm nhô lên và giúp cho mình ngồi lọt thỏm tại chính giữa của cái phần ghế ngồi luôn anh em nhé. Vô lăng thiết kế mới hoàn toàn trên GLC 300 Formatic, chúng ta sẽ thấy có 3 chấu và mỗi chấu nó sẽ có hai cái thanh nhỏ anh em nhé. Tích hợp rất nhiều các phím bấm chức năng ở trên cái vô lăng này, trong đó có set lim này, cruise control này, phanh khoảng cách này, và bên này thì những cái phím bấm quen thuộc. Và đặc biệt hơn, với GLC 300 Formatic đã được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới hoàn toàn của Mercedes-Benz, bao gồm một chiếc màn hình 12,3 inch dạng điện tử hoàn toàn phía sau vô lăng và được đặt độc lập anh em nhé. Ngoài ra thì em nó cũng sẽ có một chiếc màn hình giải trí kích thước là 11,9 inch đặt dọc và tích hợp hệ điều hành MBUX 2.0, hệ điều hành MBUX mới nhất của nhà Mercedes-Benz. Và với cái hệ điều hành này thì nó sẽ có rất nhiều các nâng cấp đáng chú ý mà bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá và giới thiệu cho anh em xem. Với ghế ngồi của Mercedes-Benz GLC 300 Formatic thì hơi tiếc là em nó không có ghế ngồi đục lỗ thông hơi. Đây là ghế bọc da trơn và chỉnh điện đa hướng ở trên cái thành cửa này các bạn nhé. Và cái cách chỉnh điện của GLC 300 bây giờ nó cũng đã giống với những chiếc S-Class rồi anh em ạ. Các bạn không cần phải dùng lực để đẩy những cái thanh này, mà các bạn chỉ cần chạm vào nó, sau đó dùng một lực nhẹ nhàng thì ghế nó sẽ được ngả ra anh em nhé. Và với ghế lái của GLC 300 Formatic thì em nó cũng sẽ có nhớ 3 vị trí gắn ở trên cái thành cửa này các bạn này. Và ghế phụ cũng có nhớ 3 vị trí chỉnh điện đa hướng. Và nếu như các bạn có mặt tại vị trí của mình đây thì các bạn sẽ thấy là cái khoang cabin này nó thiết kế đẹp rất nhiều anh em ạ. Đẹp hơn rất nhiều so với đời cũ đó anh em. Và cái chất liệu trang trí bây giờ của GLC 300 đã được dùng loại chất liệu carbon. Với cái màn hình 11,6 inch ở đây thì thiết kế đẹp dã man anh em ạ. Cũng sẽ có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Các bạn sẽ điều chỉnh ở trên cái màn hình cảm ứng này các bạn nhé. Và sẽ có 3 cửa gió điều hòa vị trí chính giữa này. Mỗi bên góc này sẽ xuất hiện thêm một cửa gió điều hòa. Và nó cũng là một kiểu thiết kế mới giống như trên S-Class với dạng tròn tròn bo bo anh em ạ. Nút khởi động nó sẽ được đặt ở cao ở phía trên này này, giống như hầu hết những chiếc Mercedes-Benz đời mới tại thị trường toàn cầu cũng như tại thị trường Việt Nam.
Với GLC 300 Formatic 2023, anh em vẫn sẽ có một cái lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này. Và cần số của xe vẫn sẽ đặt ở phía trên này, gồm RND và một cái nút space nằm ở trên đỉnh này. Đây là cái chi tiết mà nếu như anh em nào đi Mercedes-Benz trong nhiều năm qua thì các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc rồi. Còn gạt mưa thì nó sẽ được điều chỉnh sang bên này. Và hệ thống điều chỉnh đèn pha nó sẽ nằm ở phía dưới góc này, kết hợp cùng với hệ thống phanh tay tự động ở dưới góc này anh em nhé. Với GLC 300 Formatic thì em nó sẽ vẫn dùng hệ thống loa là loa Boommaster, một hệ thống loa rất quen thuộc của những chiếc xe Mercedes-Benz, dù C-Class này, dù E-Class này, S-Class hay là GLC, GLE, GLS thì gần như là đều dùng Boommaster. Nó chỉ thay đổi về số lượng loa này, công suất loa này, loa 3D hay là loa 4D cao cấp này. Đó là những sự thay đổi với GLC 300 Formatic anh em nhé. Ở phía dưới vị trí này chúng ta sẽ có một cái bề mặt ốp carbon gần như là full luôn anh em này. Và phía dưới chúng ta sẽ có hai khay để cốc này, cổng sạc dạng Type-C này, đế sạc điện thoại không dây này, ngăn để đồ này, để chìa khóa, để điện thoại và đồ dùng cá nhân của các bạn ở trong này được. Cái không gian này nó khá là rộng, không dùng đến các bạn sẽ ấn cái này và nó sẽ lại phủ bởi một cái lớp bề mặt ốp carbon. Hai bên thì ốp kim loại mạ chrome. Phía dưới cái bệ tì tay được bọc da Nappa cao cấp này, chúng ta sẽ có một cái không gian để đồ nữa anh em nhé. Bên trong này thì có hai cổng sạc dạng Type-C và những cái vị trí để đồ nhỏ. Ngoài ra cũng là mỗi không gian để đồ rất sâu và rộng, các bạn sẽ để được các cái đồ dùng cá nhân lớn hơn ở bên trong này. Không dùng đến các bạn sẽ đóng nó vào như thế này. Chúng ta sẽ lại có một cái bệ tì tay được bọc da Nappa, rất là sướng anh em ạ. Đó là khoang cabin của GLC 300 Formatic. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi khám phá cái màn hình giải trí kích thước 11,9 inch đặt dọc giống như C300 AMG, giống như S-Class và cũng được trang bị hệ điều hành MBUX 2.0 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi khám phá xem nó có thay đổi những cái gì. Đây chính là camera 360 độ trên chiếc GLC 300 Formatic này. Gần như là nó không khác biệt so với C300 hay là so với S-Class anh em nhé. Các bạn sẽ vẫn xoay xoay được ở đây này. Các bạn sẽ vẫn xoay xoay chiếc GLC 300 Formatic này để kiểm tra các cái không gian xung quanh có cái vật cản nào không, giúp cho các bạn di chuyển khi từ vị trí đứng yên một cách an toàn hơn, hoặc là di chuyển tại cái vị trí bãi đỗ ra ngoài nó an toàn hơn anh em nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể kiểm tra được các góc riêng này, ví dụ đây là góc toàn cảnh phía trước này, góc toàn cảnh phía sau này, góc chéo trên ở bên lái này, góc chéo trên ở bên phụ này. Còn cái lúc nãy chính là cái auto này. Đó các bạn đã kiểm tra này. Nói chung là cái chất lượng của cái camera 360 độ trên những chiếc Mercedes-Benz hay là GLC thì nó quá đỉnh rồi anh em ạ. Nhìn nó mê mẩn cực kỳ luôn. Chúng ta cũng có thể đây. Chúng ta cũng có cái định vị camera 360 độ. Đây là cái tính năng lưu vị trí của camera 360 độ. Nếu như các bạn ấn cái lưu vị trí này, khi mà các bạn đi đến đúng cái vị trí đó thì cái camera 360 độ nó sẽ tự động bật lên anh em nhé. Đó là cái lưu vị trí dành cho cái camera 360 độ của GLC 300 Formatic. Nó cũng hoạt động giống cơ chế với C300 hay là giống cơ chế với những chiếc S-Class đời mới tại thị trường Việt Nam. Đó, phía dưới này chúng ta có nút Dynamic này. Đây là chuyển chế độ lái các bạn này. Đó, các bạn sẽ dùng cái nút Dynamic này để chuyển các chế độ lái khác nhau. À, đây là vào cài đặt xe này, đèn hazard này. Các bạn cũng có thể tắt bật cái màn hình cảm ứng này đi, hoặc là tăng giảm volume, hoặc là multi ở đây các bạn nhé. Và đây mình sẽ về lại home. Cái màn hình của chiếc này sẽ có những cái gì? Các ứng dụng cài đặt, comfort, điện thoại, radio, media, broadcast thông tin. Mình sẽ vào cái comfort này xem có những cái gì. Các bạn sẽ cài đặt được ghế ngồi gồm ghế động lực và định vị ghế tự động. Đèn trang trí nội thất các bạn sẽ có thể trang trí được rất nhiều kiểu đèn nội thất khác nhau. Độ sáng này, màu này, hiệu ứng này. Đây này, màu này, các bạn có thể dùng một màu hoặc là nhiều màu. Đây mình sẽ về lại home này. Đó các bạn thấy không? Đây là cái màn hình full map thôi anh em. Đó là các ứng dụng này, cài đặt này, điện thoại này, radio, media này, off-road này. Vào thử off-road xem nó có những cái gì. Đây là những cái thông tin sẽ hiển thị trên cái màn hình off-road các bạn nhé. Phải nói là hiển thị rất đẹp luôn. Nó cũng hiển thị là xe khi các bạn đạp ga nó đang dùng bao nhiêu moment xoắn, bao nhiêu công suất này. Và nhiệt độ của khối động cơ này, hay là cái bề mặt nghiêng, dốc nghiêng, hay là dốc trúc xung phía dưới như thế nào, nó cũng sẽ hiển thị ở trên này để giúp cho các bạn di chuyển trên cái địa hình off-road và đường khó tốt hơn. Mình sẽ back lại này. Media off-road thông tin này, các bạn sẽ vào kiểm tra được xe của bạn di chuyển với mức tiêu thụ nhiên liệu là bao nhiêu lít trên 100 km này. Kiểm tra xe này. Đó, bàn đạp ga này, phanh này, đó các cái thông tin về bàn đạp ga, phanh này, động cơ của moment xoắn công suất đang hoạt động dùng bao nhiêu này. 400 Nm này các bạn này, áp suất này, KPR này, đó những cái thông tin liên quan đến thông tin xe các bạn nhé. Quay lại này, sang bên này đó là cái smartphone, các bạn có thể kết nối với cái điện thoại thông minh của các bạn, ấn cái nút home này, chức năng không sẵn sàng,
Đó, hệ thống điều hòa tự động các bạn sẽ điều chỉnh ở trên này, đều là điều hòa tự động hai vùng độc lập anh em nhé. Đó, mình sẽ về lại cái home. Đây chính là cái map này, các bạn có thể tìm đến đâu. Map cũng là dùng hệ điều hành tiếng Việt rồi anh em nhé. Đó, xịn sò luôn và cũng rất mượt. Đây là mình còn vuốt qua một cái lớp ni lông anh em nhé. Đó là cái màn hình 11,9 inch, gần như là nó không khác biệt so với C300 AMG anh em nhé. Đây chính là cái nút khởi động Start Top Energy này, ba cái cửa gió điều hòa phía trên này. Và mình cũng quay luôn cho anh em xem cái màn hình phía sau vô lăng nó đẹp như thế nào anh em nhé. Wow, hiện tại thì xe đang ở trong showroom cho nên mình sẽ không đề nổ cho các bạn được. Tuy nhiên đây là những cái thông tin cơ bản thôi. Đó, mình sẽ có thể thay đổi được nhiều kiểu hiển thị ở trên cái màn hình này. Đó, nhiều kiểu hiển thị luôn anh em nhé. Đây để các bạn nhìn này. Có nhẹ nhàng này, thể thao này, truyền thống này. Đó, hệ thống hỗ trợ này, off-road này, bảo dưỡng này. Định vị và dẫn đường này, mình sẽ chuyển sang chế độ thể thao. Wow, nó hiển thị khác chứ anh em, đỏ lom luôn. Và tốc độ nó sẽ hiển thị ở trên này. Đó, vòng tua máy ở đây. Hai bên nó sẽ có những cái đường ống màu đỏ rất đẹp luôn và chiều sâu 3D. Bên này nó cũng sẽ hiển thị lượng Newton mét, đó, moment xoắn mà các bạn đang dùng là bao nhiêu này, hoặc là kilowatt, đây là công suất của xe đang dùng là bao nhiêu này các bạn này. Rất nhiều các thông tin liên quan đến động cơ luôn anh em ạ. Mình sẽ về lại để các bạn thay đổi này, truyền thống là lúc nãy rồi này. Nhẹ nhàng ok này, đó, đây là cái kiểu nhẹ nhàng của cái màn hình trên chiếc GLC 300 Formatic. Về lại home này, nói chung là các bạn có thể thay đổi được nhiều kiểu hiển thị khác nhau, hoặc là các bạn hiển thị full luôn cái map ở trên cái màn hình phía sau này, để khi các bạn đi vào những cái địa hình mà cái đường mà các bạn không nhớ đường hoặc không biết đường ấy, thì nó sẽ hiển thị ở trên này, các bạn sẽ nhìn thấy luôn. Đó là những gì xuất hiện trên cái màn hình phía sau vô lăng anh em nhé. Phải nói là cái khoang cabin của GLC 300 mới bây giờ nó đẹp dã man luôn anh em nhìn này. Wow, mê mẩn luôn. Một chiếc vô lăng mới tích hợp rất nhiều các phím bấm chức năng đang xuất hiện ngay trước mặt mình đây. Màn hình 12,3 inch, màn hình 11,9 inch, tích hợp MBUX 2.0, MBUX mới nhất và cũng có câu lệnh Hey Mercedes anh em nhé. Phía dưới này thì ốp rất nhiều carbon này, carbon này, carbon này. Đèn viền nội thất thì nó ở đỉnh cao rồi. Đây là cái cụm để các bạn điều chỉnh ghế phụ này, điều chỉnh điện đa hướng và cũng có nhớ 3 vị trí. Đó, ngay cả cái vị trí bệ thì tay hai bên này cũng được làm đẹp chưa anh em. Nhìn nó quá là tinh tế luôn. Loa Boommaster anh em nhé. Ghế ngồi của GLC 300 Formatic thì được bọc da hai màu, da Nappa. Như chiếc này thì được bọc da màu đen kết hợp với màu da bò, hay anh em có thể gọi là màu cam đi. Nó gần giống màu cam, khá giống trên S-Class mới. Và cũng có cửa sổ trời toàn cảnh anh em nhé. Full toàn cảnh ở trên trần xe luôn. Đây, toàn bộ không gian khoang cabin. Cái vị trí này các bạn thấy đẹp không? Đây này, cái bệ tì tay dành cho người ngồi vị trí ghế lái nó được làm sần sần chấm chấm rất đẹp. Ngay cả những cái nút điều chỉnh gương chiếu hậu hay là kính xung quanh xe nó cũng được làm rất tinh tế. Mảng loa này, cửa gió điều hòa này. Đó, các bạn hiểu vì sao GLC 300 nó ăn khách và được bán rất chạy không anh em? Bởi vì nó thiết kế đẹp như thế này cơ mà. Giá bán thì nó chỉ tăng mạnh lên khoảng là 2,8 tỷ thôi. Tuy nhiên bù lại các bạn sẽ có được rất rất nhiều thứ cho chiếc GLC 300 Formatic này anh em nhé. Đây các bạn này, ôm carbon này, ở vô lăng đẹp hơn này. Bây giờ chúng ta sẽ ra phía sau, ra cái hàng ghế thứ hai xem nó đó thay đổi những cái gì anh em nhé. Bây giờ thì mình đã có mặt tại hàng ghế thứ hai của chiếc GLC 300 Formatic này. Nó vẫn có cái kiểu ngồi và tư thế ngồi giống như đời cũ anh em nhé. Mặc dù cái chiều dài trục cơ sở và cái không gian để chân của mình đã được tăng thêm khoảng một vài cm rồi. Một vài mm thì chính xác hơn anh em ạ. Đây, mình sẽ với tay và đóng cửa lại này. Thực sự là mình rất thích cái vị trí để tay, cái đệ bệ tì tay ở trên chiếc GLC 300 Formatic này. Cả 4 vị trí ghế chính đều có một cái bệ tì tay thiết kế đẹp cực kỳ luôn. Các bạn nhìn thấy nó rất là tinh tế luôn anh em nhé. Có cái đèn viền nội thất này. Và cái vị trí này sẽ có tay vị trí kéo để các bạn mở cửa ra này. Màng loa này, màng loa này, loa Boommaster nhìn rất là đẹp. Phía dưới này cũng có không gian để đồ. Trước mặt mình thì là một chiếc ghế lái và một chiếc ghế phụ thiết kế mới rồi. Không có màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước, tương tự như phiên bản cũ thôi anh em nhé. Em này thì mình xem có rèm che nắng không nào. Không có rèm che nắng anh em nhé. Với GLC 300 Formatic thì ở hàng ghế thứ hai vẫn có cửa gió điều hòa. Tuy nhiên không có hệ thống điều hòa tự động cho anh em có thể điều chỉnh được. Ở phía dưới này thì cũng không có cổng sạc USB hay là cổng sạc Type-C. Các bạn sẽ có một vị trí để đồ nhỏ ở đây thôi. Cái này thì cũng không biết là để được những cái gì. Với GLC 300 Formatic thì chúng ta vẫn có thể ngồi được 3 người tại phía sau và có 3 cái vị trí tựa đầu riêng biệt anh em nhé. Vị trí chính giữa, nếu như các bạn đi một hoặc là hai người hàng ghế sau thì các bạn có thể gạt cái bệ tì tay này xuống. Chúng ta có hai cái bệ tì tay hai bên, ngồi tư thế rất là wide đúng không các bạn. Vị trí dưới này thì được bọc da màu đen, cũng có khay để cốc ở phía dưới này anh em nhé. Không dùng đến thì các bạn sẽ gạt lên như thế này. Chúng ta lại đi được 3 người. Mình thử ngồi tại vị trí giữa này.
Với chiếc này thì dùng hệ dẫn động 4MATIC, thế nên tất nhiên là cái trục dẫn động ở chính giữa nó sẽ được làm hơi nhô cao và người ngồi giữa sẽ phải để chân sang hai bên. Tuy nhiên với cái vị trí này thì các bạn sẽ đi được một cái quãng đường khá ngắn thôi. Bởi vì đây này các bạn này, cái cửa gió điều hòa nó sẽ phả thẳng vào vị trí người của bạn. Và cái vị trí chính giữa này nó cũng được làm cứng và hơi nhô lên một chút. Đó là cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì cũng sẽ không có đục lỗ thông hơi tại phần da ghế này anh em nhé. Da Nappa, bọc da hai màu, đèn viền nội thất đẹp cực kỳ luôn. Không gian khoảng giữa chân hay là không gian sử dụng thì ok. Đó là cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc GLC 300 4MATIC phiên bản lắp ráp trong nước, có giá bán là 2.799.000 đồng tại thị trường Việt Nam. Phiên bản hoàn toàn mới cạnh tranh với BMW X3. BMW X3 thời điểm hiện tại đang bán tại thị trường Việt Nam là hơn 2,4 tỷ đồng. Suy ra thì chiếc này sẽ đắt hơn GLC, chiếc này sẽ đắt hơn X3 M Sport 30i khoảng hơn 300 triệu anh em nhé. Hai mẫu xe đều lắp ráp trong nước, đều là một thương hiệu đến từ Đức và đều có một cái chất riêng. GLC 300 4MATIC thì mình nghĩ nó sẽ có cái lợi thế cạnh tranh, đó là thiết kế đẹp này, mềm mại này, trung tính này, công nghệ này và phù hợp với cả nam cả nữ. Còn X3 thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các anh em mày râu hơn. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn GLC 300 4MATIC hay là BMW X3 M Sport, anh em hãy để phía dưới. Anh em hãy để ý kiến của mình phía dưới comment các bạn nhé. Còn bây giờ thì có lẽ mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Anh em nào mà quan tâm, mà yêu thích, mà muốn chiêm ngưỡng chiếc GLC 300 4MATIC đời 2023 này, có thể qua ngay Mercedes-Benz tại địa chỉ số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Một cái showroom Mercedes mà mình nghĩ là thiết kế đẹp nhất tại Việt Nam hiện nay, cũng có vị trí đắc địa nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, với một cái không gian trưng bày rất là như một cái ngôi nhà ấy các bạn, và một cái xưởng sửa chữa vô cùng rộng luôn anh em nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.